Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm qua mình đã làm chương trình ăn bánh mì, coi như hôm qua bánh mì xá xíu của bánh mì Nguyễn ở 10 năm rồi. Khung cảnh rất là đẹp, mình có lén ngon qua nhưng mà rất tiếc mình chưa có được đi vào để mà xa chủ nghĩa cơ hội. Mình chưa có cơ hội, mình không phải chủ nghĩa xã hội, không phải chủ nghĩa xã hội mà cũng chẳng phải chủ nghĩa xã hội, mà mình chủ nghĩa cơ hội. Cơ hội cho phép cuộc đời cho mình bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu. Nên hôm qua Lalo Bái Mập với cô ấm đưa mình đi và mua tặng cho mình một ổ, mà Lalo Bái Mập một ổ, cậu ấm đem tặng cho dì ở ngoài New Star còn một ổ, chỉ ba ổ thôi á, nó ra đó ăn đồ của dì. À, hôm qua ra đó thì dì chuẩn bị bán bánh ở New Star Sài Gòn, giới thiệu quý vị sẽ có nhiều bánh mì ngon ở New Star Sài Gòn bán với giá phải chăng. Nếu quý vị thích tới để mà hưởng thụ nên là đã mua cái này để chờ sẵn, chỉ cần bỏ là ức vịt chiên, ức gà chiên, thịt bò chiên và nhiều thứ khác. Nếu quý vị thích thì bắt đầu mới có ổ bánh mì xa xíu, có thịt xa xíu nữa. Nên là mong rằng hiện tại mình đang giới thiệu để mà tặng cho cậu ba với Hồng mỗi người vị một ổ, còn mình gia đình ba người ba ổ, nên là mình sẵn đây giới thiệu và mong rằng quý vị sẽ hưởng. Và bây giờ có bánh mì Việt Nam thật sự là rộng rãi, quý vị muốn ăn ở đâu cũng được, thay vì ra ngoài trung tâm Adobe thôi về hoặc là ở Triển Nghĩa. Hôm qua mình có lát tới Triển Nghĩa nhưng mà thấy tiệm nhỏ, mình sợ người ta hâm đồ nguội cho mình nên mình ra tiệm lớn, đó là sự thật. Và bánh mì này hồi xưa có 65 đồng, bây giờ tăng lên 90, giá hơi cao nhưng mà ăn cũng ngon, mình ăn no không có chuyện gì xảy ra. Và có sợ rất cà rốt bắp chua. Và con rồng này là thanh long, nó là bạch bạch kim nhưng mà nó màu xanh, gọi là thanh long. Quý vị thường coi kiếm hiệp là thanh long đao á, còn đây là thanh long động ở núi Sơn Trà. Nên là mợ Hồng rất thích kim cương. Tại vì mợ Hồng là kim cương hồng, mẹ Hồng thích kim hồng. Tại này kim cương 20 hộp nè, cái này có Thị Điển, mình mua một lời một á, 10 ngàn bây giờ lên 20 rồi. Mình mua cái đi 5-7 năm rồi. Hồi đó có chưa tới 10 ngàn mà nó hạ, bây giờ nó lên là 12 ngàn mấy mà biết giờ lên gì vậy. Đó thì là, nên là mợ Hồng rất thích kim cương. Tại vì ai cũng thích kim cương á, kim cương đập không bể. Khó kiếm, thiệt đó, bây giờ ta khai thác kim cương khó lắm. Nên là mong rằng quý vị sẽ hưởng bánh mì này rất là ngon. Cái này là bánh mì của Song Long. Quý vị thấy hai con rồng không? Nà, ở đây là hai con rồng nhưng mà mình thích đặt là Song Long, là hoặc là hai con 10 là Song Thập, còn hai con 2 là Song Nhị, hai con 9 là Song Cửu. Nên là hai cái người vui luôn là Song Hỷ. Song Hỷ là hai người vui đó. Nên là cái này là bánh mì Song Long. Mình đây cũng là long, mình là tuổi con rồng, rồng cao người ở thiên đường, quan gian quan võ ẩn mình trên mây. Đúng là tuổi con rồng. Nhưng mà mình đương chờ là thần Kim Quy xuất hiện. Xin trân trọng kính chào, không biết hồi nào con rồi vàng sẽ xuất hiện. Mình có hai con rồi đói mà chưa có đưa ra quý vị. Hai con rùa bằng đá từ Trung Quốc á, đá chiến á, một cặp á, có hộp đồng hoàng. Và có dịp nào đó mình sẽ trình làng quý vị những đồ cổ, mà mong rằng quý vị sẽ thưởng lãm khi mình được cậu ba với mợ Hồng giúp đỡ mình dọn nhà 16 thay tháng 12 2023 để ăn mừng cho Noel và năm mới. Mình sẽ có chương trình mời hai vị ghé chơi Noel và năm mới. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị khán thính giả. Nhà chung sung sướng, đây là nhà của Lalo Bái Mập ở Vườn Hồng và cũng chuẩn bị đi về vùng đất mới ở Luân, gần đại học của cô ấm. Coi như rời khỏi Vườn Hồng, Rosengo. Đó. Và quý vị sẽ đến Luân để ăn Rosengo đen, cũng là Vườn Hồng. Còn lại ở đây là Rosengo, còn bên kia là Rosengo đen, là Vườn Hồng. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Xin chào. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Mới vừa giới thiệu quý vị bánh mì Việt Nam. Bây giờ thịt bò đã lên khung rồi. Bánh mì thịt bò đây. Bánh mì nóng giòn đây. Mại vô. Xin mời quý vị nha. Hai bữa nay mình thật sự là coi như tính mấy giờ tối rồi đó. Mình đã ăn qua. Bây giờ là 9:47. Nè, gần 10 giờ đêm quý vị ăn giờ đêm này, ẩm thực giờ đêm nè. Cô đó. Thì quý vị thấy ẩm thực giờ đêm mới. Ẩm thực giờ đêm, rỗng ruột quý vị bên mì Việt Nam.
ẩm thực cho đem. Đưa cái trang cho Thành. Cô này có thích mà mua nhiều đồ đẹp đây. Ẩm thực gì đem anh ba, cái này rộng. Mà anh ba thích rưới xì dầu gì tự nhiên anh ba. Rồi bây giờ mời chị Hồng, mình lấy cái chén này. Mình lấy cái chén đổ tương ngọt, cô quay mấy cái đó đi. Tôi làm tương ngọt cho anh ba. Tương ngọt xì dầu. Mà nhô anh ba. Anh bỏ vào cái vô, đây quý vị. Đây đổ nè, tương ngọt xì dầu. Chị Hồng ơi, tương ngọt xì dầu mày vô, bánh mì nắng vô đây. Bánh mì đây. Dạ, coi như bánh mì giống vô đây. Dạ, bánh mì Sài Gòn đây. Wow, mình sẽ đặt bánh mì gì hè. À, chị Hồng đặt bánh mì Sài Gòn đây. Đây, mời chị cứ tự nhiên, có đũa chồng, chị cứ sắp tự nhiên nha. Dạ, không kéo sắp xứa vậy. Đây. Dọc cưa. Đây, mày vô này quý vị, trong này rỗng ruột chị ơi. Đây, xin mời chị, tay chân rửa sạch sẽ rồi, thịt bò. Tương ngọt, con ba, chị Hồng nè. Lấy cái mới đi, cho nó cho của em đi. Cái gì? Chị lấy cái này thì mới, cho nó bể không? Đâu. Ngon ăn mà. Không có ruột xương lắm, đúng. Bánh mì không có ruột quý vị ơi. Muốn ăn tiêu, có tiêu anh ba ơi. Và tiêu đây. Rồi, sao cô không quay dùng thịt bò rồi cô đứng làm gì vậy? Giờ cô có mấy phút không có cần làm gì nữa. Lấy vít lớp, không có cần gì nữa. Xịt vô cũng ngon anh ba. Cái này muốn ăn Việt Nam đừng đi chơi nữa. Đây tiêu nè anh ba ơi. Muốn ăn vít lớp dressing không? Không có cần nữa. Cái này ta ăn đồ Việt Nam mà chơi kiểu Tây. Bánh mì Việt Nam mà. Chăm ngò vô. Chăm ngò Việt Nam xì dầu. Đó chị Hồng đó tiêu nè. Quý vị thấy tiêu ngon không? Đó, đổ vô cho anh ba chị Hồng, đổ vô cho nó hấp dẫn, nó ăn ít của nó nữa. Cô đừng có bài vẽ tay tôi nữa, bữa nào cô làm tay sao? Tay đu là tôi đây, quý vị ơi. Rồi. Wow, xong. Xin mời nghe, đây. Bây giờ mình phát phần đi cho nó khỏe. Đó, cô la lô bé mọc một ổ luôn. Dẹp cái bông hoa để đây, không có gì sợ, để đó. Béo mập la lô béo mập hai la chị ơi, hai la thằng gì đặt la lô béo mập, la lô béo mập đó, béo mập đó. Dạ nước tương xì dầu ngon, có tương ngọt luôn vậy, ngon lắm. Những nơi tương không có tương ngọt, la lô béo mập. Béo mập còn la lô nữa, béo mập hay là bé mập? Béo mập đó, sao bé mập. Ủa bây giờ bé mà mập. Rồi xin mời anh ba chị Hồng nha. Dạ, có ớt sắp ớt cho chị. Vâng, đây. Quý vị thấy rau được ngon không? Đây, bánh mì. Đó, mỗi người một ổ, tổ ấm một ổ, la lô bá mập một ổ. Bây giờ sắp có ớt cho chị Hồng anh ba nè. Ăn cái này phải có ớt mới ngon đó. Ngon anh ba. Ăn đi kêu. Wow, bây giờ có đương làm cameraman. Để lại cho đời. Caramel. Yeah, để lại cho đời. Ăn còn nữa, có loại kiểu miếng bánh mì là black đã anh bà kẹp vô á, ép cái máy đó cũng ngon anh bà. Vâng. Trên bà ăn thêm á. Có loại bánh mì black đã. Vâng, mời chị lấy cái nha. Lát kẹp vô ngon lắm, để thịt bò vô. Không, wow, ngon quá. Cô quay đi. Bánh mì này là bánh mì thịt bò chính gốc đây. Thịt bò bếp đây. Ướp thịt bò bánh mì xả quý vị ơi, ngon lắm, đủ rồi. Đây. Ăn lên nóng nước xả không? Yeah, vâng, đây. Wow, bánh mì không có ruột này quý vị, đúng là bánh mì của Việt Nam đây. Gấp ăn không đi. Của Pháp đây, cứ ăn tự nhiên ba. Hai loại khác nhau ngon nè, cái này. Đó, hai người không sao nữa. Quá ngon. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh mì đây quý vị ơi. Bánh mì nóng giòn đây. Tiền chắc nó không làm kiểu này đâu ha. Dạ. Rồi, xin mời nha anh ba chị Hồng hãy rưới xì dầu vô đây quý vị. Mình coi như đây. Rồi. Đây, muỗng đây. Rưới xì dầu này quý vị, tương ngọt xì dầu nè. Đây, bác vô hồi nhỏ mình đi học 6-7 tuổi. Bắt đầu lớp vỡ lòng lớp 1 là mình sáng nào cũng được bánh mì. Người ta nướng bằng lửa than chị. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình để dưa leo vô một bên nè.
Đó, quý vị sáng nào mình cũng được một ổ như thế này, cách đây 45, 50 năm nè. Đó, 50 năm về trước. Ngày nào trước cổng trường cũng có hết. Trường chùa hồi nữa, trường có cây bồ đề, rồi có người đẩy chiếc xe. Yeah, rồi bỏ lò than nướng, mình được ăn ổ. Đây, xin mời quý vị, mời anh ba chị Hồng nha. Đây là bánh mì thở thiếu thời, mãi nhớ, bánh mì mãi nhớ đây. Bánh mì nhớ mẹ. Coi như bánh mì này là bánh mì nóng giòn đây. Rồi có chú đó, chú mơ một cái túi bà đi chú rau và túi bố bố đó. Quà ngon quá. Rồi mình đi học trường học cũng được viện trợ đó anh ba. Mà mình được nửa ổ bánh mì. Nửa ổ bánh mì bự. Cái ông vẫn ra trường đó, ông phát cho mình. Đó mà mình được ưu tiên như vậy. Đây xin mời anh ba nhau nghe quá ngon. Wow, xin mời quý vị miếng ớt siêu to đại bự. Đây quá ngon nè. Ớt cay lắm. Ớt dịu, ớt cũng cay thôi mới vậy. Ngon quá, ngon quá. Trời ơi nó cay nè. Cay dạ. Mời anh ba nhau nghe, cay dữ nè. Quá đã, nó cay từ từ. Quá ngon quý vị. Cho vài cọng ngò lên đây. Hấp dẫn quá. Cô la lô bé mập thèm lắm. Lúc nào cũng làm chương trình cô cũng bóc hết á. Thấy mình làm chương trình ngon quá mà. Cũng vừa tay bóc đi. Xin mời. Đây. Nóng hết là ngon. Xin mời quý vị thưởng thức nghe. À, bánh mì nóng giòn. Tương lai nếu mà tiện thì mình cũng phục vụ cho quý vị tiện bóc bánh mì nha. Là nãy gió xưa nghe. Một bóc. Ngon quá. Bánh mì nóng giòn đây. Đúng rồi, thịt bò thơm ngon, mềm mại, rất biết. Đây là những chuỗi phút hạnh phúc nhất. Chỉ có bây giờ và đây giờ phút đẹp tuyệt vời quý vị. Cuộc đời có cũng như không, sớm còn tổ mất bằng lòng mà chi. Có không không lo hết kiếp, không không dạy dạy chết xong đời. Chỉ bàn láo láo lơ lơ vậy, ngủ ngủ an an. Nếu mà có cơ hội đi du lịch nói chuyện chơi, xin chúc quý vị du lịch và nói chuyện chơi có tiền nhiều để hưởng, mình hưởng chẳng bao nhiêu, cuộc đời cho bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu. Cái này là bao nhiêu của góc nhạc này quý vị. Bánh mì này á, là do Việt Nam đặt qua sông Long. Thịt bò này á, là ta nuôi con bò của đất trời. Bây giờ mình được ngồi ở đây mình ăn rất là góp nhạc biết bao nhiêu bàn tay. Anh ba là thấy không? Nhiều bàn tay góp lại lắm. Ngon. Mà ta nói thẻ làm giò hưởng mà giò mình canh bánh mì này không nổi. Còn răng rất thụi còn ăn được. Phải 18-18 ăn không nổi ra đâu. Quý vị hưởng dành giò hưởng thụ. Rồi xin cảm ơn quý vị. Quý vị hưởng thụ bây giờ và ở đây chỉ có giờ phút này là tuyệt vời thôi. Xin thầm kính chào và chia sẻ quý vị nếu quý vị cảm thấy vui. Cho một like đăng ký kênh và lan tỏa. Cũng như quý vị cũng ăn uống vui vẻ, đầm ấm trong gia đình anh em. Xin chào và cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh ba chị Hồng. Hy vọng mình còn gặp nhau nhiều lần. Không cảm trăm năm cuộc đời. Xin chào. Rồi. Ngon quá.